Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng micro không dây K088. Và bây giờ chúng ta cùng mở hộp. Đây là dây sạc. Còn đây là dây cắm trực tiếp với điện thoại. Còn đây là pin. Và đây là giấy hướng dẫn. Còn đây là micro. Bây giờ chúng ta sẽ mở bỏ pin vào và thử sử dụng nha. Ông vô không tắt không hết không. Cái đó là 16. Dạ. Xài được chưa? Xài được rồi, chú chỉ có cái loại khởi động luôn lên. Cái loại 250 nó không xài được thôi. Chúng ta bật Bluetooth. Nó trong vòng 3 tháng luôn đó. Sau khi kết nối Bluetooth giữa máy và micro rồi, chúng ta cùng trải nghiệm những tính năng của máy. Đầu tiên là hát nhạc. Hướng dẫn cái volume á, trên mic có cái volume á. Sau đó là tính năng micro, chúng ta có thể hát những bài hát mà chúng ta yêu thích. Lời thì đó, thì chú bấm tăng cường, mà nó tự xây tăng cường. Tức là trong bao nhiêu thời gian bao nửa tiếng là tự quay. Tăng cường những mơ. Di chuyển hay là? Lòng mình trôi nếm dòng đời trôi, dòng lẽ rơi thấm lặng bờ môi.